Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm trước chúng ta đã nghiên cứu xong cái yêu cầu số 1 và yêu cầu số 2 của luật đồng nhất, và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục nghiên cứu cái yêu cầu số 3. Yêu cầu số 3 quy định rằng không được đánh tráo tư tưởng, khái niệm, đối tượng, và tôi nói gọn lại đó là không được đánh tráo khái niệm. Thứ nhất, đánh tráo khái niệm là gì? Đó là sự cố ý hoán đổi cái khái niệm ban đầu bằng cả một cái khái niệm khác có cái hình thức tương đương nhưng mà cái nội dung ý nghĩa khác nhau, và làm cho người ta có nguy cơ nhận thức một cách sai lầm. Và rõ ràng chúng ta thấy rằng cơ sở của sự đánh tráo, tức là người ta muốn đánh tráo thành công ấy, thì bắt buộc là hai cái hình thức của đối tượng thật và đối tượng dùng để đánh tráo nó phải tương đương nhau. Và chúng ta nhớ rằng cái hệ quả của sự đánh tráo, tức là cố tình làm cho người khác nhận thức một cách sai lầm, tức là sai lệch so với cái đối tượng ban đầu. Và đây chúng ta có cái nguyên tắc, đó là một tư tưởng khi đã định hình trong tư duy để phản ánh về một đối tượng thì ta phải phản ánh về chính đối tượng đấy với cái ý nghĩa thực, cái ý nghĩa ban đầu. Và như vậy thì cụ thể hóa nguyên tắc đó là ta không được phép đánh tráo đối tượng, hoặc là đánh tráo nội dung của tư tưởng, hoặc là xuyên tạc bản chất của đối tượng. Để hình dung rõ hơn về các cái nguyên tắc này thì chúng ta sẽ nghiên cứu nó thông qua một số các cái ví dụ sau đây. Thứ nhất, đó là đánh tráo đối tượng. Và chúng ta xem cái đoạn hội thoại này. A bảo rằng anh có biết người bị che mặt không? B bảo rằng tôi không biết. A bảo rằng người này là Oric đấy. Oric chính là người anh của anh. Như vậy hóa ra anh không biết chính người anh của mình à? Chúng ta thấy rằng là cái tư tưởng ban đầu A muốn hỏi đó là anh có biết người che mặt. Và về nguyên tắc, cái người che mặt trong tư tưởng ban đầu thì rõ ràng là chúng ta không nhận diện được người đó là ai. Nhưng sau đó B đã hoán đổi, tức là đã tráo cái người chúng ta không biết thành một đối tượng mà nếu không che mặt thì ta biết đó là Oric. Và sau khi tráo xong thì đưa đến một kết luận là tại sao cái người thân quen của anh mà anh lại không biết. Thì trong trường hợp này đó là sự cố tình đánh tráo của A. Ở cái ví dụ số 2, chúng ta thử xem xét, bây giờ các bạn thử kiểm tra xem thử ở ví dụ số 2 này cái gì đã bị đánh tráo ha. Tức là trong một cái đoạn hội thoại, khi một cái cô giáo trẻ tới để xin việc làm thì cái bà hiệu trưởng trường mầm non này mới ân cần bảo rằng trường của chúng tôi có nhu cầu là tuyển một cô nuôi dạy trẻ, nhưng đây là trường điểm cho nên là cần cái giáo viên có kinh nghiệm, cho nên là tôi hỏi là không biết là cô đã có kinh nghiệm về trẻ em chưa. Và khi hiệu trưởng hỏi như vậy, cô gái này mới bảo rằng dạ thưa bà, tôi có kinh nghiệm rất nhiều năm rồi, trước kia tôi cũng từng là trẻ con cho nên không có gì lạ. Như vậy chúng ta thử xem thử là trong cái đoạn hội thoại này thì cái câu trả lời của cô gái này nó có ăn rơ, nó có hợp logic và thống nhất với cái nội dung mà hiệu trưởng hỏi hay không. Xin mời các bạn, xin mời bạn. Thưa cô, em nghĩ là cô gái trẻ đã đánh tráo cái nội dung lời nói của cô hiệu trưởng, nghĩa là cô hiệu trưởng chỉ cần người có kinh nghiệm, tức là người đã có tuổi và trải qua đã có kinh nghiệm về việc dạy trẻ em, còn này cô rất trẻ nên là chưa chắc gì cô đã có kinh nghiệm về việc dạy trẻ. Xin cảm ơn bạn. Vậy chúng ta thấy rằng là cái câu trả lời của bạn thì cơ bản cũng đã có cái ý đúng. Thứ nhất đó là cái tư tưởng của cô hiệu trưởng này, tức là muốn hỏi là kinh nghiệm về trẻ con. Ở đây tức là kinh nghiệm về nuôi dạy trẻ, đó chính là cái tư tưởng ban đầu. Tuy nhiên chắc là có thể cô gái này không có kinh nghiệm về vấn đề nuôi dạy trẻ, tức là cô gái còn trẻ mà. Và nếu mà trả lời một câu thực đồng nhất tư tưởng ban đầu và tư tưởng tái tạo thì có thể bất lợi cho mình. Cho nên cô này quyết định là hiểu theo một cái hướng thứ hai có lợi hơn, đó là gì? Kinh nghiệm làm trẻ. Và ta thấy rõ ràng trong trường hợp này đối tượng cô gái trẻ đã đánh tráo, và mục đích đánh tráo ở đây tức là nhằm tạo ra cái thế thuận lợi cho mình trong giao tiếp. Và chúng ta xem xét cái ví dụ thứ ba, tức là ta không được đánh tráo xuyên tạc bản chất của đối tượng, và ta thử tìm xem ở đây cái tính chất nào của đối tượng đã bị đánh tráo. Trong đoạn lập luận này, tác giả nói rằng tôi để ý thấy anh mô tả ông ta là người quỷ quyệt. Vậy tôi hỏi anh là cái quỷ quyệt nó nằm ở đâu trong bộ não? Anh không chỉ ra được cho tôi, do đó tôi có thể nói cái quỷ quyệt không có thực. Thế chúng ta thử kiểm tra xem là cái kết luận đưa ra đó là cái quỷ quyệt không có thực. Cái kết luận này nó được đưa ra từ những cái tiền đề nào, và chúng ta thử xem thử là những cái tiền đề này nó có hợp lý hay không. Xin mời các bạn. Mời bạn. Cô, theo em nghĩ thì
cái lời kết luận của anh này là không đúng, bởi vì cái quỷ quyệt là không phải là một cái vật chất cụ thể, nên là không thể nào mà chỉ được nó nằm ở đâu trong não được. Rồi, xin cảm ơn bạn. Câu trả lời của bạn nhìn chung là chính xác. Người ta đang muốn bác bỏ tư tưởng của đối phương, tức là bác bỏ cái tư tưởng rằng là ông ta là người quỷ quyệt đấy. Và giá trị thực ở đây đó là điều mà lẽ ra người ta phải nhất quán ngay từ đầu, đó là quỷ quyệt là cái đặc điểm thuộc về tinh thần. Do đó mà ta không thể nhìn nhận nó như là một thực thể vật chất, mà như vậy thì ta không thể chỉ ra được nó nằm ở đâu. Nhưng người nói vì đang thực hiện cái thao tác ngụy biện, cho nên là đã cố ý là lờ đi cái tính chất tinh thần đấy, mà hiểu nó theo cái nghĩa quỷ quyệt là thực thể mang tính vật chất, và vin vào chính cái đặc điểm vật chất sai lệch đấy để lý giải anh không chỉ được nó ở đâu, suy ra nó không có thật. Ta nghiên cứu tiếp hai cái ví dụ sau đây để ta hiểu rõ hơn mục đích của người đánh tráo cũng như là tác hại của nó trong việc nhận diện chân lý. Nhà báo A phát biểu, trong đó có một câu: nghề phóng viên là phải như con chó ấy. Thì phát biểu này nó nằm trong một cái đoạn bày tỏ quan điểm của A về nghề phóng viên. Trong đó thì A diễn giải rằng là A so sánh cái nghề phóng viên này phải như con chó, tức là muốn nói rằng là phóng viên phải có những cái đặc điểm tinh hoa, tốt đẹp của loài chó. Chẳng hạn như là sự thính nhạy trong tốc độ đưa tin, sự lắng nghe chính xác chẳng hạn, hay là sự trung thành tuyệt đối với sự thật, sự tận tụy với nghề vân vân. Nhưng mà khi mà một cái người khác họ trích lại cái câu nói của phóng viên A này đấy, thì họ chỉ trích vỏn vẹn có một câu, đó là nghề phóng viên phải như con chó ấy, rồi lại phân tích thêm cái nghĩa khác, tức là cho rằng là A đang so sánh người và chó, và như vậy tức là miệt thị người, là miệt thị cái nghề phóng viên. Và sau đó thì thay vì nhìn nhận cái ý kiến của A đúng như bản chất ban đầu mà người phát biểu muốn nói, thì lại xuyên tạc và làm cho người khác nhận thức sai. Thì đây chính là một cái kiểu gọi là đánh tráo đối tượng. Ở ví dụ thứ ba, người ta lập luận cái anh không mất tức là anh có, anh không mất sừng vậy anh có sừng. Theo các bạn, lập luận này khập khiễng hay kết luận này nó sai lầm, đó là do đâu? Xin mời các bạn. Xin mời bạn. Thưa cô, theo em kết luận này là không đúng, tại vì là mình không thể nào kết luận được giữa cái có và cái mất nó không giống nhau, nên mình không thể nào suy luận ra từ cái không mất thành cái có, cũng như là cái mất sừng thành cái có sừng. Xin cảm ơn bạn. Ta có hai câu nói đều lập luận với thông tin chung, với một cái vỏ hình thức ngôn ngữ giống nhau, đó là cái không mất. Thế cái không mất trong cái câu đầu tiên, tức là cái mà anh không mất, nghĩa là cái anh có và anh không đánh mất. Còn cái không mất trong câu thứ hai lại mang cái nghĩa khác, đó là cái anh không có và do đó anh không thể đánh mất. Cho nên khi người nói cố tình lập lờ giữa hai nhóm từ mang ý nghĩa khác nhau và sử dụng như là một trong một suy luận, thì tất yếu là dẫn đến là cái suy luận đó sẽ trở nên khập khiễng, không bình thường. Chúng ta thấy rằng rõ ràng đánh tráo, tức là mục đích của đánh tráo là cố tình làm cho người khác nhận thức sai lầm. Và như vậy thì cái hành vi này rõ ràng là hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động tư duy đúng đắn. Tức là ta muốn tư duy một cách chuẩn xác, ta đưa ra được các cái kết luận chính xác mà ta sử dụng phép đánh tráo là hoàn toàn là sai lầm. Tuy nhiên nó lại là công cụ mà người ta hay dùng trong ngụy biện. Tức là mục đích của ngụy biện là cố tình làm cho người khác nhận thức sai mà. Cho nên là trong những cái trường hợp ngụy biện, người ta sử dụng đánh tráo rất là nhiều. Ví dụ có một cái câu hỏi, phóng viên hỏi ông A, đó là diện tích rừng ở địa phương giảm nghiêm trọng như vậy, trách nhiệm thuộc về ai? Và ông A trả lời rằng là theo luật bảo vệ và phát triển rừng và các quy định liên quan, công tác quản lý bảo vệ rừng là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và của cả toàn dân. Thì rõ ràng chúng ta thấy là gì? Câu hỏi là đang hỏi xác định trách nhiệm cụ thể của một cá nhân hay là một tổ chức cụ thể ở một cái địa bàn cụ thể. Tức là câu hỏi tư tưởng ban đầu là hỏi về cái cụ thể, nhưng cuối cùng câu trả lời lại là gì đấy? Câu trả lời lại là nói về cái chung. Cho nên theo luật định thì nghe thì có vẻ rất là đúng, nhưng đó là một sự đánh tráo. Và rõ ràng trong trường hợp này, cái sự đánh tráo này nhằm làm né tránh trách nhiệm của tổ chức hoặc là một cá nhân nào đó. Chúng ta xem xét tiếp thêm một cái ví dụ nữa để chúng ta hình dung rõ hơn là tại sao người ta lại đánh tráo. Trong vụ án Z và đồng bọn đang diễn biến, thì phóng viên có gặp một cái quan chức khá là cao cấp nọ để mà lấy thông tin. Thì khi trả lời phỏng vấn thì vị quan chức này có bảo rằng là tôi biết nhiều người còn cao hơn cả ông H cũng có hành vi tiêu cực dính líu đến vụ án Z và đồng bọn. Khi báo chí đăng lên
và có đăng cái trích đoạn câu nói của ông này rằng là tôi biết nhiều người còn cao hơn ông hát cũng có những hành vi tiêu cực vân vân, thì dư luận rất là phẫn nộ. Và trước cái áp lực của dư luận là muốn làm rõ cái thông tin rằng những người cao hơn ông hát này là ai, thì phóng viên có đến gặp lại cái vị quan chức nọ để minh định rõ về cái tư tưởng hôm trước. Thì lúc này ông mới trả lời rằng là tôi nói cao hơn ở đây là cao hơn về mặt hình thể. Như vậy chúng ta thấy rằng là rõ ràng cái câu trả lời này về mặt hàm lượng trí tuệ thì nó rất là thấp. Thì tự nhiên nói rằng tôi nói rằng cao hơn đấy là cao hơn về mặt hình thể, thì câu này chứng tỏ là một cái điều gì đó cho rất là kém thông minh ở đây. Vì một cái điều rất là đơn giản như vậy thì người ta không cần phải nói ra nữa. Tuy nhiên nhìn dưới góc độ mục đích là nhằm né tránh đi cái sự bất lợi trong giao tiếp. Tức là nếu ông ta nói ra được là những ai là người cao hơn ông hát và có những hành vi tiêu cực, nếu nói ra được thì bắt buộc ta phải có căn cứ để chứng minh. Mà nói ra được cũng có căn cứ chứng minh nhưng nhiều khi vẫn có bất lợi cho ông này. Hoặc nếu ông ta không nói ra được thì rõ ràng ông ta lại mắc vào cái tội vu khống. Cho nên trong trường hợp này chỉ có một cách thức để ông ta né tránh cả hai điều bất lợi của mình. Cho nên né tránh bằng một câu trả lời mặc dù hàm lượng trí tuệ cực thấp nhưng đã đảm bảo cho ông ta thoát được cả hai cái điều bất lợi vừa nêu. Và đó chính là cái cách thức là trong thực tế nhiều khi người ta có thể người ta cố tình, tức người ta nhận thức rõ rằng như vậy là tráo nhưng người ta vẫn cố tình người ta làm để đạt được một cái lợi nào đó. Nhưng rõ ràng chúng ta thấy rằng là trong cái con đường mà coi như là gì đấy để nhận thức đúng đắn, để đi đến một kết luận đúng thì đánh tráo là điều không nên làm. Và có rất là nhiều các cái tình huống để đánh tráo. Đây ta có thêm hai cái ví dụ nữa. Tôi đã nhiều lần đặt câu hỏi cho các lớp học khi tham gia giảng bài ở đây rằng tại sao lại phê phán chuyện chạy chức chạy quyền. Trên thế giới này chạy chức chạy quyền nhiều chứ. Obama phải chạy vào Nhà Trắng, Putin phải chạy vào Nhà Đỏ, thì việc chạy chức chạy quyền ở Việt Nam cũng là dễ hiểu. Như vậy chúng ta thấy cái căn cứ để biện hộ cho cái chuyện là gì, có cái sự tồn tại của cái chạy chức chạy quyền, điều này được cho là dễ hiểu, tức là cho là bình thường thông qua hai ví dụ. Nhưng mà chúng ta thấy rõ ràng ở đây cái tiền đề đưa ra và cái kết luận nó hoàn toàn nó không thống nhất với nhau. Bởi vì cái chạy chức chạy quyền, gọi là Obama chạy vào Nhà Trắng hay Putin phải chạy vào Nhà Đỏ, thì chạy này là gì đấy? Là một cái động thái mà chúng ta thấy rất là hợp lý và hợp pháp. Và ta lấy cái hợp lý hợp pháp nhưng mà có chung một cái hình thức là cái chữ chạy, để lấy cái chữ chạy này áp vào trong cái việc chạy chức chạy quyền ở Việt Nam. Ta thấy từ cái cơ sở là nghĩa bóng nhưng mà đưa ra kết luận lại là kết luận về cái từ nghĩa đen. Thì như vậy chính là cái sự đánh trạo. Hoặc là ở cái ví dụ thứ tư, ta thấy cũng tương tự như vậy. Tức là Đường Tăng đi lấy kinh cũng phải hối lộ, bước sang nước Phật đã phải hối lộ, nên chuyện hối lộ xảy ra ngày nay là chuyện đương nhiên. Và lấy một cái câu chuyện có tính chất phóng tác sáng tác như vậy làm căn cứ cho những câu chuyện xảy ra trong thực tế, thì rõ ràng trong trường hợp này là đã tráo cái không chân thực bằng cái không chân thực. Chúng ta thấy rằng là trong thực tế, khi mà người ta mong muốn đạt được một điều gì đó trong giao tiếp hoặc người ta cố tình muốn người khác nhận thức sai lầm thì người ta rất hay sử dụng cái phương pháp này. Nhưng trong con đường học tập và nghiên cứu thì đây là điều mà chúng ta cần phải nên tránh. Chúng ta đã nghiên cứu xong cái yêu cầu thứ 3 của quy luật đồng nhất và bây giờ chúng ta sẽ nghiên cứu sang cái nội dung yêu cầu số 4. Đó là ý nghĩa tư tưởng tái tạo phải đồng nhất với ý nghĩa tư tưởng ban đầu. Và chúng ta thấy trên màn hình tôi sử dụng một cái máy photocopy để chúng ta có thể hình dung mà rõ ràng hơn về yêu cầu số 4. Như vậy nhìn lên đây chúng ta thấy rằng cái tính chất của yêu cầu số 4 tôi tạm coi nó là giống như cái máy photocopy. Tức là đầu vào như thế nào thì đầu ra sẽ phải y chang. Và tất nhiên là cái tính chất của máy photocopy là photo tái tạo về mặt vật chất, máy móc, cho nên là vào ra nó y xì đúc nhau từng chi tiết một. Nhưng mà trong hoạt động tư duy nó chỉ yêu cầu chúng ta là tái tạo y chang về mặt bản chất, tức là làm thế nào đó cái tư tưởng ban đầu bản chất ra sao thì khi tái tạo nó cũng phải thống nhất, đồng nhất như một. Chúng ta thấy rằng là trong các cái hoạt động, ví dụ như chúng ta giải thích lại một cái văn bản luật nào đấy, một cái điều gì đấy, một tư tưởng nào đấy, ta trích dẫn lại, ta nhắc lại, ta kể lại vân vân, thì ta phải đảm bảo một điều là nội dung ý nghĩa ban đầu và nội dung cái ý nghĩa tái tạo nó phải tương đương nhau về mặt bản chất. Cho nên sơ đồ đó là A ban đầu nó phải bằng với A tái tạo. Và tôi lưu ý là bằng ở đây đó là bằng về mặt bản chất.
Và để tuân thủ yêu cầu này thì ta cần phải tránh một số các cái sai lầm sau đây. Thứ nhất, đó là ta thêm. Thêm ở đây tức là thêm một tư tưởng, một yếu tố, một từ ngữ, một dấu nào đó vào trong cái tư tưởng ban đầu. Thứ hai, ngược lại đó là ta bớt. Tức là ta cắt xén một cái từ, một câu, một cái dấu nào đó trong cái tư tưởng ban đầu. Tiếp theo đó là ta thay đổi vị trí của các yếu tố trong ngôn ngữ từ câu dấu. Tức là ta vẫn giữ nguyên, ta không thêm, ta không bớt, nhưng ta lại trao đổi các vị trí cho nhau. Tiếp theo ta giải thích văn bản sai hoặc là dịch thuật sai. Và bây giờ ta sẽ phân tích từng cái biểu hiện vi phạm cụ thể. Thứ nhất là thêm. Tư tưởng ban đầu thì người tái tạo có thể là vô tình, cũng có thể là cố ý thêm vào một cái yếu tố nào đó. Ví dụ thêm từ, ví dụ thêm câu, thêm dấu hoặc thêm các cái chi tiết nội dung vào tư tưởng ban đầu và làm cho tư tưởng tái tạo nó khác về bản chất so với tư tưởng ban đầu. Trong trường hợp đó là không được phép. Tôi ví dụ, ông này ông đi bệnh viện thì bác sĩ mới dặn rằng là ăn cơm không được uống rượu. Thế nếu bác sĩ mà nói ra hoặc là ghi ra cái tư tưởng này trên giấy như vậy thì bệnh nhân trong trường hợp này có cách thức nào đấy để có thể thay đổi cái tư tưởng hoặc làm cho tư tưởng khác về bản chất so với tư tưởng ban đầu không? Chẳng hạn tôi giả sử trường hợp là ông này ông thích uống rượu, ông nghiện rượu lắm. Thế nhưng bây giờ bác sĩ dặn rằng là bệnh này của ông bây giờ là phải không được uống rượu nữa, cho nên ông ghi vào trong cái y lệnh đó là bệnh nhân ăn cơm không được uống rượu. Thế lỡ may ông này ông là người rất thèm rượu chẳng hạn, thì theo các bạn ông ta có một cái cách thức nào đó mà để có thể là cải biến cái tư tưởng ban đầu này thành một cái tư tưởng theo ý ông ta, tức là có lợi theo mong muốn của bệnh nhân này hay không? Xin mời các bạn. Mời bạn. Dạ thưa cô, là trong trường hợp này khi mà bệnh nhân muốn làm thay đổi sai lệch cái ý của bác sĩ thì anh ta có thể thêm dấu phẩy vào chữ sau chữ không, có nghĩa là ăn cơm không phải được uống rượu. Rồi, xin cảm ơn bạn. Câu trả lời của bạn đã chính xác rồi ha. Chúng ta thấy rằng cái tư tưởng ban đầu đó là ăn cơm không được uống rượu. Trong trường hợp này là cái tư tưởng đưa ra hình như còn có cái gì đó nó hớ hay. Hay nói cách khác là người ta vẫn có thể thêm được một điều gì đó để làm sai lệch cái bản chất của tư tưởng ban đầu. Và như bạn nói là ta thêm dấu phẩy bằng đằng sau chữ không. Và như vậy ta có ăn cơm không, phẩy được uống rượu. Thế trong trường hợp này rõ ràng khi ông ta thêm một cái dấu phẩy rồi thì lúc này có thể là gì? Thực hiện theo mong muốn của mình và mà vẫn có vẻ hợp pháp. Tức là ăn cơm không, không ăn thức ăn thì sau đó uống rượu. Hoặc là có một cách thức khác, đó là thay vì dấu phẩy ta bỏ vào chữ không, ta sẽ bỏ vào chữ sau chữ được. Và như vậy ta thành ăn cơm không được, phẩy uống rượu. Thì đó chính là ta thấy rằng chỉ một cái dấu phẩy thôi, nhưng nó đã làm cho cái tư tưởng tái tạo hoàn toàn không giống với tư tưởng ban đầu mà bác sĩ đưa ra. Hoặc là đây tôi dựa trên một cái câu chuyện cổ, câu chuyện về một con gà mái. Thế ả gà mái này sống ở trên tầng trên cùng của một cái chuồng gồm các cái loại gia cầm. Sự kiện ban đầu xảy ra đó là con gà mái rỉa cánh rụng một cọng lông. Và như vậy là khi câu chuyện mà xuống cái tầng của các cái con ngan nó ở thì ngan nó tái tạo lại tư tưởng của gà mái, đó là gà mái rỉa cánh rụng 10 cọng lông. Như vậy ta thấy tư tưởng tái tạo đã bắt đầu là tăng chi tiết so với tư tưởng ban đầu. Và đến cái chuồng phía dưới là của các cái con ngỗng thì ngỗng mới bảo là gà mái rỉa trụi lủi lông một bên sườn. Như vậy ta thấy số lượng đã tăng từ 10 cọng lên một con số rất nhiều so với 10. Và đến cái chuồng phía dưới của vẹt thì vẹt bảo rằng gà rụng gần hết lông, chỉ còn một ít trên đầu. Và đến diều hâu thì tư tưởng đã thành gà mái tự vặt sạch bộ lông. Và khi câu chuyện trở lại với chính chủ ban đầu, tức là câu chuyện trở lại với cái con gà mái ban đầu đấy, thì lúc này thành có con gà mái vặt trụi lông để quyến rũ đám gà trống. Và chính cái tên gà mái này lúc này lại la oang oang lên là trời ơi, hóa ra là trên đời còn có một con gà mái nó dám vặt trụi bộ lông để quyến rũ bọn gà trống, mà không biết rằng cái tư tưởng ban đầu trong câu chuyện này chính là bản thân mình. Như vậy chúng ta thấy rõ ràng là thêm tư tưởng thì luật đồng nhất nó không cấm. Tuy nhiên thêm đến một lúc nào đó mà ta thấy bản chất hoàn toàn thay đổi so với tư tưởng ban đầu thì trong trường hợp này A tái tạo nó đã không còn là A ban đầu nữa. Tôi có một số các cái câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, tại sao các biên bản tố tụng phải bị
gạch bỏ tất cả những phần giấy không có chữ. Câu hỏi thứ hai, tại sao ghi ngày dưới 10 và tháng dưới 3 ta phải ghi số 0 phía trước? Và câu hỏi thứ ba, tại sao các văn bản giao dịch tiền tệ luôn phải ghi số tiền bằng số và bằng chữ? Theo các bạn, tại sao? Mời bạn. Dạ thưa cô, theo em là ở cả ba trường hợp này thì thứ nhất là mình phải gạch bỏ cái phần giấy không có chữ, thứ hai là mình phải thêm số 0 trước chữ số, thứ ba là các văn bản giao dịch tiền tệ phải có chữ thì nó đều giúp cho những cái tư tưởng này không bị tái tạo lại một cách sai lệch so với ban đầu ạ. Theo bạn, cái cách thức để người ta có thể làm sai lệch so với tư tưởng ban đầu đó là bằng cách nào? Dạ thưa cô, như trường hợp đầu tiên thì mình có thể viết thêm những cái nội dung không có thật vào cái văn bản đó sẽ làm sai lệch hoàn toàn cái văn bản tố tụng đó. Thứ hai thì mình thêm chữ số 0. Nếu mà mình không thêm chữ số 0 vào các chữ số ngày tháng thì mình có thể thêm một chữ số khác, ví dụ như chữ số 1, chữ số 2 thì nó sẽ làm sai lệch hoàn toàn cái ngày tháng so với ban đầu. Thứ ba là các văn bản tiền tệ chỉ cần thêm một số 0 thì cái số tiền đó nó sẽ gấp lên rất là nhiều lần. Xin cảm ơn bạn. Câu trả lời của bạn rất là hợp lý, đúng không cả lớp? Chúng ta thấy rằng là cả cái ba câu hỏi này mặc dù hỏi về ba nội dung khác nhau, tuy nhiên nó đều chung ở một cái đáp án, đó là ta phải gạch bỏ, ta phải ghi số 0 trước ngày dưới 10 và tháng dưới 3. Ta phải ghi thêm số tiền bằng chữ ở trong cái bên cạnh số tiền bằng số. Thì tất cả những điều này chỉ nhằm một mục đích duy nhất, đó là tránh việc thêm tư tưởng so với tư tưởng ban đầu. Vì biên bản tố tụng mà ta không gạch bỏ những phần để trống thì lỡ may trong trường hợp điều tra viên vì một cái khuất tất nào đó ghi thêm những nội dung mà không phải là lời khai của bị can vào thì sao? Ví dụ như vậy. Hoặc ngày dưới 10 và tháng dưới 3 ta không ghi số 0 đằng trước thì người ta có thể dễ dàng, chẳng hạn ngày 2 tháng 2 người ta có thể ghi thành ngày 12 tháng 12 chẳng hạn. Hoặc là ở cái ví dụ thứ ba, giao dịch tiền tệ mà không ghi số tiền bằng chữ bên cạnh số tiền bằng số thì rõ ràng là gì? Người ta có thể thêm bất cứ một cái số nào đó vào trước hoặc sau con số ban đầu. Mà đó chính là lý do mà ta bắt buộc là phải có những cái thao tác ghi như trên. Biểu hiện tiếp theo đó là biểu hiện bớt. Người tái tạo tư tưởng có thể bớt vị trí từ câu dấu hoặc bớt nội dung so với tư tưởng ban đầu. Ví dụ, Điều 25 Hiến pháp 2013 đã ghi nhận công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin hội họp, lập hội biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định. Và để biện hộ cho vấn đề tự do ngôn luận ngoài khuôn khổ thì người ta dẫn lại nội dung nhưng dẫn lại như sau. Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin hội họp, lập hội biểu tình. Và cắt luôn cái phần đó là việc thực hiện các quyền này phải theo quy định của pháp luật. Và rõ ràng là khi cái việc cắt xén như vậy là đã làm thay đổi cái nội dung tư tưởng so với tư tưởng ban đầu. Biểu hiện vi phạm tiếp theo đó là ta thay đổi vị trí từ câu dấu. Cái đặc điểm tiếng Việt của chúng ta đó là cái ngôn ngữ đơn lập. Và như vậy chúng ta thấy rằng bất cứ một cái sự thay đổi vị trí của từ nào đều có thể tạo ra một cụm từ hoặc là ngữ hoặc là một cái câu nó có ý nghĩa khác so với cái ý nghĩa ban đầu. Tôi ví dụ cái từ mà chúng ta hay nhầm lẫn điểm yếu và yếu điểm thì hai cái từ này hoàn toàn là khác nhau và trong một trường hợp nào đó có tính chất mâu thuẫn nhau. Vì điểm yếu tức là gì đấy? Cái điểm không quan trọng nhưng yếu điểm thì lại là điểm quan trọng. Hoặc là tưởng không hay, cái từ mà giới trẻ ngày nay hay nói với nhau là gì? Tưởng không hay nhưng mà hay không tưởng, hoặc tưởng không vui, vui không tưởng thì rõ ràng là gì? Sự thay đổi này là cũng làm nội dung tư tưởng nó khác. Hoặc người yêu tôi thì hoàn toàn khác với người tôi yêu. Hoặc là một cái câu thể hiện được rất là rõ cái bản chất là gì? Có thể thay đổi tư tưởng dựa trên sự thay đổi vị trí, đó là cái câu nó bảo sao không đến. Chúng ta cứ thử thay đổi xem. Gần như là ta thay đổi bất kỳ một cái từ nào, một cái vị trí của từ ngữ nào trong câu này thì hầu như cái nội dung của câu đó cũng đều khoác một cái ý nghĩa mới. Và chính vì có khi thay đổi tư tưởng có thể mang một cái nội dung khác như vậy mà người ta không cho phép chúng ta thay đổi vị trí của các yếu tố trong ngôn ngữ khi chúng ta biểu đạt. Đặc biệt là chúng ta thấy rằng cái ngôn ngữ pháp lý thì nó đòi hỏi rằng là cái tư tưởng phải được biểu đạt với một nghĩa duy nhất và là nghĩa tường minh, tức là ta không được hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau và ta không được phép là tái tạo một cách sai lệch. Do đó chúng ta cần phải có sự thận trọng cần thiết khi tái tạo các yếu tố trong ngôn ngữ.
Chẳng hạn tôi có một cái ví dụ như sau, và chúng ta để chứng minh rằng là trong cái ngôn ngữ pháp lý, nếu mà chúng ta làm thay đổi vị trí của các yếu tố trong ngôn ngữ thì rất dễ dẫn đến việc tư tưởng nó sai lệch. Đầu tiên, tư tưởng đầu tiên, tôi đồng ý bán nhà trả nợ giúp con. Và tư tưởng thứ hai, tôi đồng ý bán nhà giúp con trả nợ. Thì rõ ràng chúng ta đọc lên, chúng ta thấy rằng hai cái điều này có vẻ là giống nhau, nội dung có vẻ tương đương. Tuy nhiên cái sự tương đương này là cái tương đương về mặt hình thức mà thôi. Còn bản chất thì chúng ta thấy rằng là câu đầu tiên, đồng ý bán nhà trả nợ giúp con. Như vậy mục đích của bán nhà đó là trả nợ giúp con. Và như vậy hiểu rằng cái số tiền người con nợ bao nhiêu mà số tiền bán nhà có khả năng để trả được thì phải trả hết. Còn cái tư tưởng thứ hai, tôi đồng ý bán nhà giúp con trả nợ. Thì bán nhà, mục đích của bán nhà lại là giúp con để trả nợ. Mà cái từ giúp này thì ta hiểu rằng là mang tính chất tùy tâm, tức là muốn giúp bao nhiêu thì giúp. Và cái tư tưởng ban đầu muốn giúp bao nhiêu thì giúp của người mẹ đã bị tái tạo lại trên giấy thành tư tưởng có được bao nhiêu thì phải trả bấy nhiêu. Rõ ràng chúng ta thấy là hai tư tưởng này hoàn toàn không đồng nhất với nhau. Biểu hiện vi phạm tiếp theo đó là giải thích văn bản sai. Giải thích văn bản sai tức là ta đã giải thích mà thêm hoặc bớt hoặc là thay đổi tính chất nội dung của văn bản ban đầu. Ví dụ tôi có cái quy định của ngành đường sắt đó là giảm giá tàu cho học sinh sinh viên. Và quy định này được hai đối tượng A và B giải thích với hai nội dung khác nhau. A bảo rằng không áp dụng cho sinh viên hệ tại chức đi làm vì có tiền, không áp dụng cho học sinh trung học phổ thông vì không đi đâu cả. B bảo rằng cứ là sinh viên thì được giảm giá, không kể hệ đào tạo. Và như vậy theo các bạn thì hai cái đối tượng A, B này, đối tượng nào là giải thích đúng văn bản và đối tượng nào giải thích sai? Xin mời các bạn. Mời bạn. Thưa cô, theo em với hai câu trả lời của A và B thì câu trả lời của B là hoàn toàn hợp lý với tư tưởng ban đầu, bởi vì sinh viên, học sinh ở đây là không kể về ngành đào tạo, chất lượng đào tạo. Xin cảm ơn bạn. Chúng ta thấy là câu trả lời của bạn rất là chính xác. Rõ ràng trong trường hợp này người ta không nói gì đến chuyện là học sinh hay sinh viên hệ đào tạo nào, mà ta tự cho rằng là không áp dụng đối với hệ tại chức và học sinh trung học phổ thông. Thì trong trường hợp này ta giải thích một cách sai lệch. Hay nói cách khác, ta tự ý ta thêm vào một số các nội dung so với cái quy định ban đầu. Và rõ ràng trong trường hợp này, tôi không biết rằng cái ý chí của cái người đưa ra quy định này là gì, nhưng rõ ràng về mặt văn bản thì đối tượng B đã có sự giải thích chính xác. Ví dụ tiếp theo của việc giải thích sai. Thứ nhất, chẳng hạn bản án phúc thẩm tuyên rằng là thu hồi số tiền đầu tư. Bản án phúc thẩm tuyên như vậy, nhưng khi giải thích bản án thì tòa lại giải thích rằng thu hồi giá trị số tiền đầu tư. Thế rõ ràng trong trường hợp này cái văn bản giải thích và cái bản án đã tuyên không có sự thống nhất. Không có sự thống nhất thể hiện ở chỗ rằng là thu hồi số tiền đầu tư. Ta hiểu số tiền đầu tư chính là cái số tiền cố định ban đầu. Và số tiền này hoàn toàn là bất biến theo thời gian. Tức là nó luôn luôn là giữ nguyên một con số. Còn thu hồi giá trị số tiền đầu tư, vì có thêm cái chữ giá trị cho nên ta hiểu rằng nó là cái gì đó có thể biến động, tức là nó là số tiền ban đầu, có thể cộng thêm, cũng có thể là gì, bị giảm thêm, tùy thuộc vào các cái yếu tố khác nữa. Như vậy chúng ta thấy rằng là rõ ràng trong trường hợp này, cái tư tưởng được giải thích và cái bản án ban đầu, nội dung của nó đã sai lệch hoàn toàn về mặt bản chất. Như vậy chúng ta đã nghiên cứu xong các cái nội dung của yêu cầu số 4 và buổi học của chúng ta hôm nay là kết thúc. Buổi hôm sau chúng ta sẽ nghiên cứu tiếp tục cái yêu cầu cuối cùng, đó là yêu cầu số 5. Xin cảm ơn sự theo dõi của tất cả các bạn.